Đây còn livestream này, cô tiếp tục nói chuyện với cái mấy cái người hồ đồ đó nè. Cái chỗ mà con gặp mà nói trước mặt con cuốc con phang. Cái này là do cô bức xúc không? Phải cái đó là cái mà xúc phạm mình quá, cái lời nói đó là cái gì, đúng không con? Chứ không phải là mình muốn nó vậy, nhưng mà cô không nói vậy là cô cũng còn cái là như miệng đó. Chứ ở ngoài đường là cô muốn chịu phải luôn cho mày khỏi láo. Xin chào các bạn. Rồi, hôm nay là tụi tôi mới đi ra ngoài đường đi mua bàn ghế để nâng cấp tiệm. Thì đi về là đã gặp cô ngồi đây là bắt đầu là scan bông sen rồi. Rồi, hôm nay cô che đi vết tích của vài chục năm trước. Che dấu tích năm trước. Vài chục năm trước. À, đó. Ngày xưa cô xóa xăm nè, bây giờ cô xăm che sẹo. Sao cô về nhà có ai nói gì không cô? No. Khoái luôn. Khoái luôn á. Cô có để ít bữa cô dắt qua xăm đúng không? Ít qua dắt nhỏ chưa qua xăm. Quen. À, cái hình của cô sau mấy ngày đó? Hai nói ngày. Là cô dân, văn nghệ. Cô xăm thì không ai cười. Chỉ sợ dân mà mẹ cù lần á. Cù lần nhìn thấy gốm á, xăm. Với lại tùy theo người chứ. Cái cô kia nói đúng đó con. Bà cái bà xong mà nhìn cái tướng bả nhìn lũ cụ như bà cụ. Không có cái sức cái người mà xong mình không có sang. Đó chính hồi sáng cũng mới nói đó. Chứ không phải như cô thảnh, cô nhìn cô thảnh thơi là cái tướng cô nè. Đó, người ta xong nhìn thấy đẹp. Còn cái bà kia bả xong nguyên cái tay dài này ha. Mà nhìn không có sang cái chất nhìn tướng như bà cụ rồi đó. Đẹp đâu, đúng không? Trời ơi, mày thấy người ta thấy người ta cao không? Mặt đi cũng mặt quán, mặt đầm đào hoàng. Ai nhìn gọn gàng. Xong hoa sen đây. Mọi người chơi bà ngoại suy tin. À, bà ngoại này Vinh chơi cò bạc cẳng. Vua chơi thôi, chứ rất là hiền. Một cái chơi, hai cái chạy. Cho nó nhanh. Dân cẳng. Đây các bạn. Vui là... chơi thôi đó, bà là dân hiền lành dân. Nhưng mà ông bà là cuốc mà khỏi không chạy. Là chạy thôi à. Bỏ cuốc chạy lấy ngừ. Mà cô suy nghĩ sao bữa nay qua xăm tiếp? Trời ơi, xăm che dấu tích cũ. Giờ làm mới được không? Được. Ờ, mình làm mới thì mình phải làm lại chứ tút lợi vậy thôi. Đó, à, tuy là ở của cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng mà cô vẫn luôn là muốn làm đẹp, làm mới mình à. Vậy tại sao chúng ta còn trẻ chúng ta lại không làm điều đó? Ý của tôi ở đây không phải là bày các bạn đi xăm mình mới là làm mới mình nha. Có nhiều cái cách làm mới mình lắm, làm mới từ trong suy nghĩ luôn à, đúng không cô? Cái ý thích của người ta. Dạ yeah. Trong mình là, cách đây là mấy chục năm rồi, năm 89 tới giờ nó cũ mẹp, giờ mình phải làm mới lại. À, cô nói là xăm mình nó cũng mềm từ năm 69 tới giờ đúng không? Đúng rồi, bây giờ làm mới lại. Nhưng mà bây giờ có một số bạn trẻ bạn nói là bây giờ bắt chước bên nước ngoài mới đi xăm mình chứ ngày xưa ông cha ta làm gì có xăm mình. Trời, xăm tính chín tới giờ nè, muốn coi nè cho coi. Đây đây. À, còn chữ nè. Ai người ta xăm chữ từ... này là chữ người yêu nè, tên người yêu nè. Người yêu của cô là Kelly nè. À. Ở Michigan nè. Đó. Tên cũng xăm tên của cô trên vai luôn, bây giờ chắc chết rồi. Hên xui biết đâu, ổng đang coi livestream ổng nhớ cô không. Sao? Đó, nhiều khi ổng chết rồi, chứ nếu ổng sống ổng đi kiếm cô rồi. Đó, ổng xăm tên của cô trên tay ổng, rồi cái cô xăm tên ổng trên tay cô. Mày là Kelly nè. Dạ. Mỹ Lô và Kelly nè. Dạ. Thấy không? Là người Mỹ luôn. Người Mỹ nhưng mà ở tiểu bang Michigan. Dạ. Michigan. Đó, ngày xưa cô có xăm tên người yêu nữa bà con. Phải xóa, giải phóng. À, giải phóng vô cô phải xóa. Dân chơi tuổi về vườn đây rồi đâu, chưa có về vườn. Chưa, ca hát đồ ngon lành. Họ có nghe ca chưa? Trời ơi, tôi nói mấy người cái ca đâu có mà cô đâu. Cô sổ một câu cho mọi người nghe nè cô. Hả? Cô ca một câu. Có sức vừa xăm vừa ca không? Không, ca phải có đờn trống chứ ca suông thì nó không có nghe nó hay. Thì cái giọng khàn khàn. Tiếc quá. Tiếc con không có giờ đường. Muốn coi á thì mở cái YouTube mạng của cô. Đó.
là có ra là, cô Mỹ hát bài Giấu Tình Sầu đúng không? À, rồi đó. Là ra cô Mỹ coi lịch sử hả? Con U40 thấy ngoại xâm con cũng muốn xâm nữa. Con xâm đi, ngoại ủng hộ. Đơn giản. Vậy thôi. À, ủng hộ hai tay luôn. À, thông cảm cho ngoại thì ngoại ủng hộ. Rất nhiều người đang ước gì cô là phụ huynh của những người đó. À, chơi lắm. Bởi vì con cháu của nó thương cô chỗ đó, không có khắc khe. À. Không có khắc khe con cháu, ví dụ cái nào nó làm đúng cô động viên, còn cái nào làm sai cái cô đạo xây dựng nó một cách tế nhị nhỏ nhẹ. Yeah. Nó lớn rồi. Yeah. Nó 20 mấy tuổi rồi không có thể nào chửi bậy được. Còn yeah, mình to nhỏ cho nó nghe đó. Ví dụ như sợ nó đi chơi cái cô nói con ơi bạn mà xấu con đừng chơi, con nên tránh. Thứ nhất, thứ hai sợ nó rủ ren con vô ba cái xì ke là kể như nó cũng chết thôi. Yeah. Khổ cả cuộc đời với khổ gia đình nữa. Yeah. Vậy thôi, chứ ví dụ có tiền con sắm quần sắm áo con chơi cái đó thôi. Yeah. Cái đó không nói. Có tiền nó xăm mình không ai nói. À, không ai nói, cái đó là chuyện của mình. À, chỉ sợ không tiền thôi, đúng yeah không? Đó. Bà Quốc Bích hai tay tối nay ra Bùi Viện chắc nổi nhất phố Tây luôn á. Ờ, ra Bùi Viện chi? Già rồi, ai ngó. Cô chỉ ở trong phòng trà thôi, nhảy với ca hát được chơi. À, những người lớn tuổi như vậy ở Sài Gòn thì họ sẽ sinh hoạt ở những câu lạc bộ khiêu vũ. À, đúng rồi, phòng trà, ca hát. À, đó là cái thú vui của người già ở Sài Gòn. Dạ. Nói cho ta hiểu. À, tại vì mỗi vùng miền khác nhau thì cái tập tục chơi khác nhau. Những cái người ở quê thì nghĩ tuổi này mà còn đi sàn nhảy, đi khiêu vũ thì nói này nói nọ. Nhưng mà ở Sài Gòn thì đâu có gì làm đâu à con. Cứ tối ngày tối ngày ở nhà chơi với con cháu thì tối bắt đầu học những cái người mà đồng tuổi hoặc là cô hiểu lại cho em, cô nó còn thông cảm cho cô mà. Yeah. Không mưa là bữa là cô về cô đi rồi, mà bữa trời mưa núp đây về ngủ luôn đó. Hiểu chứ bộ. Bữa đây khoe hình xăm rồi phải không? À, đứa mới có nửa biết. Bốn đứa chơi. Là sau 2 ngày là da cô là da đã lão hóa nhưng mà vẫn còn căng lắm, cho nên là không có vấn đề hết. Đây các bạn nhìn hoa hồng đi. Da của cô còn trắng hơn da của con nữa. Trời ơi, đi đen nó đi đen. Dạ. Đây hình ở chân của ngoại đây các bạn. Xong lấy cục thịt em rồi. Đó là Đạt Nguyễn. Trong này là Ti. À, trời ơi, xong bữa giờ sao tiệm tôi toàn xăm cho gái không vậy trời. À, từ gái già tới gái trẻ. À, qua đây gặp gái trẻ ngay. À, à. Đây là một cô gái trẻ. Dạ, muốn ngồi đâu? Âm Ti. À, thích Ti á các bạn. Ngồi đâu cũng được. Đi sao? Đây. À, xăm lâu nè. Hoa sen. Cái này là biểu diễn ra đứa nào ấy giờ chứ giờ biểu diễn cho trời Phật. Ngồi chỗ nào cũng được. Dễ nói chuyện. À, lớn tuổi như bác chơi bít hai tay sẽ khác á. Nhưng mà đau lắm mà con. Với lại bác thích những hình mini thôi, tại vì ở trong nhà toàn là môi trường trí thức nhiều, nhiều hình xăm thì nó sẽ rối loạn cái đội hình đúng không? Chỉ là những mini thật thu thôi. Ít thôi. Ngoại sẽ nổi nhất Sài Thành, ủng hộ ngoại. Cảm ơn mấy con. Ngoại nổi lâu rồi đó. Cảm ơn mấy con. Ngoại nổi loạn từ tới giờ. Ngoại kêu ngoại chứ nổi loạn. Vui lắm, nói vậy thôi nhưng mà rất là hiền. Yeah. Mình hiền mình cái đời sống của mình nổi loạn để mình vui thôi. Vui chứ không phải, phải là ngoại hay khác, là quýnh người ta không có. Yeah. Giống như là mình sống lạc quan gì đó, không có phiền phức ai hết á. Trẻ chơi gì mình chơi đó. Dân hippie hồi đó đó, cho mà mua đen là dân hippie hồi xưa đó. Dạ. Cho mà mua đen bây giờ đó. Thí dụ người ta chơi sao mình chơi vậy. Ủa, ai làm bậy mình làm theo vậy đó. Người ta ngoại tuổi này mà đi xăm là quá ok rồi đúng hả bạn? Cũng may mắn chị của mình được những cái số lượng khách như vậy, đi sửa làm việc như vậy. Ông Vinh đang ngồi ăn bánh tráng, đó.
các bạn nếu mà các bạn vô tiệm tôi chơi một ngày các bạn sẽ thấy được đời sống của những cái thằng thăm mình nó mắc cười lắm. Dạ. Yeah. Còn bên cái tiệm gần nhà cô mẹ không? Cô đâu có tới đâu. Sắp bên nhà cô ra mấy bước nhiều. Dạ. Tôi ghét. Điện con lại vợ chồng mình vui. Vui vẻ còn kia. Cô đi ngang cái quán khách nè ơi, chắc que hả? Nó mướn ở phòng trà Bích Mơ đó, ở dưới nó làm. Bà ngoại vui tính lắm. Tại vì cổ hay đi khiêu vũ hằng đêm cho nên là cổ trẻ. Thầy. Ngoại chưa có dùng da như hà mã. Vô đi em. Ước gì nhà em cũng chấp nhận. Thì lúc đầu ngày xưa cô cũng cô kể là ngày trẻ của cô thì bố mẹ cô cũng đâu có cho đâu. Cảm dữ lắm chứ, mắng chữ dữ lắm à. Rồi cô cũng xăm. Rồi mẹ cũng buồn đúng không cô? Thời gian rồi thôi hết. Dạ. Con như quăng cục lơ luôn. Hồi đầu là em cái từ bây giờ gọi là bơ phát. Biết sao, cũng kiến cò dữ lắm. Cũng la rầy mình chứ riết rồi thôi. Thấy con mình vậy rồi, la riết cũng vậy thôi. Im luôn. Dạ. Im luôn, cứ thế cái đà đó nữa mình làm tới. Cái này là cô đang kể lại đúng sự thật của giới trẻ hiện nay á. Hầu như là ai còn trẻ cũng như vậy đúng không con? Xăm cái đùi nè mà cô xóa luôn rồi mày. Đây. Giấu. À, có bên đây hả? Đây. Bên đây. À, đây. Hai giấu này phải chưa? Đó, thấy quỷ chưa? Không biết xăm gì cả rồi. Lâu quá rồi đó. À, đó nè, xăm là mà giờ không biết xăm gì cũng quên rồi, lâu rồi, không nhớ. Da người già có đau hơn da người trẻ không chị? À, theo cô, theo cô thì cô kêu là không có đau lắm. Đó, sau 2 ngày thì hình xăm nó vẫn cứ khô bình thường. Đó, bình thường. Bình thường có gì đâu, không có đau đâu con. Như kiến cắn vậy. Cô xăm không có tê luôn á. Xăm sống luôn á. Hồi xưa xăm quá trời, kim nó chích như là còn chưa thua gì. Giờ máy nó chạy nó đều, cái hồi xưa xăm nó từng mũi kim nó để vô. Quấn cái cọng chỉ hay để lột cái lột kim đó con. Dạ, cái dạng dạng trong tù vậy đó, cái dạng vậy đó. Mà cô còn cái gì đây? Tủ lên comment con trai xăm nhìn còn đỡ ghê, còn mấy mụ đàn bà xăm thấy ghê. Đàn bà này không? Không hiểu sau này chúng nó dạy con làm sao đây? Để tôi dạy bạn trước, tôi dạy con tôi sao? Tôi dạy bạn là bạn đừng có làm phiền người khác comment. Cái này là cái cuộc sống của người ta, không có liên quan tới bạn. Cái chuyện liên quan tới bạn là bạn về bạn cho bạn sớm cái bên bú luôn đi. Hiểu không? Lầy quá mẹ. Nếu như mà mẹ của bạn hoặc là ba của bạn mà thích một cái việc gì đó làm mà có một người như bạn nói câu nói đó thì bạn sẽ cảm thấy như sao? Ai đụng chạm đâu mà. À hả mẹ? Bạn lầy quá mẹ. Lầy vô đói luôn mẹ. Lầy vô đây lầy với tôi nè mẹ. Trời ơi. Ba lầy quá ba. Ba biết cái gì về người ta mà ba phán như đúng rồi ba. Trời ơi, con nhỏ em cô nó có thằng cháu á, thằng em bà con ở bên Pháp nè, nó về cái nó xăm kính như con luôn. Dạ. Ở nước ngoài á, người ta xăm bình thường. Trời ơi, nó còn mảo ba lỗ mà đi lên ngơ ngoài đường, xăm kính hết không có thiếu chỗ nào hết á. Nó ngược còn bay mốt đi về vợ rồi. Chúng tôi xăm mình nhưng mà chúng tôi không có phát ngôn cẩu cuồng như bạn. Ba lần gặp ăn chân chính dân ngoại ruộng mẹ dân ăn nói vô học thức. Người ta người ta đi xăm á là trước khi đi xăm người ta phải có tiền mà người ta phải có công việc ổn định để kiếm được cái nguồn tiền ổn định thì người ta mới bỏ số tiền lớn để đi trang trí cơ thể chứ không phải là những người chỉ ăn không ngồi rồi hoặc là ăn trộm ăn cướp đi xăm mình hù người khác không có bà con. Những người khách xăm của tôi đây nè. Các bạn phải ở tiệm xăm thì các bạn mới biết được tầng lớp nào người ta đi xăm. Tất cả mọi tầng lớp ở xã hội từ giang hồ tới trí thức, từ anh xe ôm tới ông giảng viên đại học cũng đều xăm mình đó bà con. Bớt chửi đi, nhiều khi chửi nhầm người là chết luôn á. Chửi đúng cho mấy người mà người ta dân chơi đi, đắng cho biết. Quýnh cho phù mỏ, chạm kịp. Gõ cái guốc đúng không cậu? Đắng quá à. Xăm kệ mày anh ta thôi. Hơi đau thắc mắc. Để mình lặp lại cái câu nói của cô nè. Người ta xăm mình cậy mẹ người ta. Lầy quá mẹ.
mắt mớ là tới mẹ mình đâu mà mình cứ ngước tụa lên. Chạm mấy người đâu mà lên live stream rồi chửi người ta, Facebook chửi người ta. Mới vô duyên á. Ta vậy đó, nhưng mà ta giáo dục con từng rất là đáng. Gọi là xuất ngôn của cẩu cuồng á. Tôi chắc chắn là các bạn đó không có bằng tuổi cô đâu, nên hãy nghe những gì người lớn dạy đi ha. Đắc đủ ngoại nữa đó. Đúng không? Phải 80 tuổi đó bằng ngoại luôn á. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nhưng mà cái gì biết thì hãy nói, còn không biết thì lắng mà nghe, học thôi. Ngoại, ngoại, ngoại còn nhẹ, người ta gọi là hai thế hệ mà em. Đừng có phê bình. Cái tâm là cái người ta đam mê, người ta thích, chứ không phải ta đi cướp giật giết người cướp của mà phê bình ta. Mày dạy con không tốt, ta không phát ta làm ăn đàng hoàng, người ta cũng là liêm chính vậy, ta cũng nuôi con ta đàng hoàng vậy. Ấy câu cho chị cái mình, ổ điện ra đây, mình lớn rồi mình ăn nói gì, cái khi mình phê bình ta mình ngó của mình coi có trong sạch chưa. Cảm ơn ngoại nha, tại vì con không có dám chửi, tại tuổi đời của con còn quá nhỏ, con không có dám chửi ai thôi. Nhưng mà ngoại là ngoại chửi mất tư. Bữa nay mình được bảo kê mình chửi xuống luôn mà em. Đúng rồi. Nói chứ. Giống như cái con nào nó nói mất nết á. Mình chửi hạ dạ luôn. Cây được bữa giờ nè. Cay lắm, bút xúc lắm. Mất nết rồi nó nặng, cái từ nó nặng lắm chứ. Đúng rồi. Mất nết là đâu ngoại, cái từ nó nhẹ đâu. Ngoại già rồi mà. Già rồi. Đồ quỷ rồi mà. Mà tụi nó dám kêu mất nết. Hư quá hư. Hư quá. Cứ nói ngang hoài. Con Sâm là mạnh mẽ rồi. Ngoại mạnh mẽ lắm mà con à. Bữa mới đi Sâm có đây 2 ngày tưởng về đau nhất ai về. Mà cơ bình thường, bữa nay qua Sâm tiếp. Đi chơi mà. Chơi cò bắt cẳng ở chùa. Một cẳng chơi hai cẳng chạy. Hai cẳng đua. Một cẳng ai quýnh là đua. Hai cẳng chạy. Hai cẳng chơi rồi phải chạy là về đó. Nói vậy có vui. Dạ, đúng rồi. Đó, bạn nào mà ở trong gia đình mà có ông bà mà khó tính hoặc là gì á thì các bạn cứ cho ông bà coi mấy clip này nè. Bằng tuổi ông bà là người ta vẫn vui vẻ, không vì gì phải khó tính hết. Sống mình phải lạc quan. Thấy ông già thì sống là kiểu già, trẻ sống thành kiểu trẻ. Dạ. Cái tính cô không bao giờ có châm biếm ai mày. Còn xưa tới giờ, ví dụ tao có xấu cũng kệ ta. Nói thiệt với con á, nhiều khi cái thằng đó đã xót cô nha. Mà nó ghiền. Nó ghiền cái bị công an cũng như là dí trong ăn phường ở trong ăn khu vực á. Nó vô nó nói chị ơi em núp sao nhà chị đừng có hê nha chị. Công an khu vực nó dí em. Mà công an nó vô trong nhà cô nó dòm tứ tung mà tao rung mày. Rung. Nó nói trời đâu có gì đâu, tôi ngồi tôi mai tôi thấy ai chạy ra đây ông nội. Nó chạy vô nhà chị nó có. Nhà tôi nuôi chó quá trời. Nó đúng là nó núp đằng sau. Mà má nó vô cảm ơn cô luôn á. Chạy giống con mà. Tôi nói mày đừng có chạy ra ngõ này, để băng qua bên ngõ hẻm bên kia mình chạy. Chỉ cho nó được chế luôn. Vậy là bà cũng dân chơi lắm á. Gặp những người khác là thấy công an hỏi là sẽ chỉ luôn á. Rồi con nhỏ ở xóm nó ghiền mà nó bán phiện á, chứ không phải bán heroin. Cái công an đấy chừng nào có chị hê tính không, cái chuyện công việc của chú thì chú cứ làm, tôi không có rảnh. Trời ơi, trong xóm tôi rảnh thì nó lụi tôi không nổi. Đúng không? Ai làm thì hợp lý. Đúng không? Ta làm thì anh canh chứ ông kêu tôi canh. Không hê. Đúng rồi. Ta làm gì kệ ba. Công việc của tôi mai. Trời ơi, mai tôi tiền lấy ngồi canh cho anh rồi cái hê để cho nó lấy dao hay là cái tim. Cái kim á, chích mình mũi cũng chết. Nhỏ là cũng chết rồi. Mọi người nói là nhỏ mà sao lớn. Mọi người nói là cô lớn tuổi mà hút thuốc nhiều. Nè, đúng rồi mà. Chúng chơi lắm, không biết nhậu nhưng hút thuốc ơi. Cô không biết nhậu nhưng cô hút thuốc uống cà phê được không? Ca hay muốn nghe ca thì mở mạng ra có cô Mỹ ca cho nghe. Vậy thôi. Ca với nhảy đầm với con chơi. Ai mà cô đang xăm hình cô đang xăm hình hoa sen các bạn. Đây.
Hello. Đây. Đây là xin giới thiệu cho các bạn, đây là ông khách người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc à. Đây là khách hàng của bên mình các bạn. Xin lỗi các bạn nha, tụi mình không có nhờ cô câu view đâu. Tại vì mình biết á là đây là một câu chuyện và đáng để chia sẻ với mọi người nên mình chia sẻ thôi chứ mượn cô câu view là sao? Các bạn không có cô để câu view, các bạn đi ăn tức ở hả? Đây đây. Đây. Đây là con rồng của Tèo á. À, Tèo tuy xấu trang nhưng mà thâm cũng đẹp. Hôm nay là Tèo sẽ hoàn thành công đoạn cuối. Đẹp không cô? Đó con nói là Tèo tuy xấu trang nhưng mà xong đẹp. Xong rồi đó hả? Dạ, chưa bây giờ quấn lửa. Lửa hả? Dạ. Ai? Này. Tô màu lửa hả? Đó. Ôi, beautiful rồi đó. Đó, beautiful. Anh thấy này. Very đẹp. Cô nói tiếng Anh hay lắm đó. Đó. Anh à, cái bằng kêu bằng Korea đó là dân Hàn Quốc. You from Korea, right? Yeah. Đó, cô nói tiếng Anh gì đó. Tiếng Hàn Quốc anh yêu em cho mình nghe nha. Cô đang thấy vô. À, đừng quên đi nhớ là đâu có chụp ảnh. Nhớ đi. Bạn đừng có nhớ đây. Vâng, em đang nghe tiếng Hàn Quốc. Để ông nghe nè. Dung. I say speak Korea, ha. I love you nha. Nà nứng, thăng sư nứng, sơ đăng âm bì đà. Người Hàn đúng không? Mà nhớ tới giờ mấy chục năm luôn, chục năm thôi. Không có gì luôn. Đó. Là tiếng Anh yêu em đó, diễn lớn hết giọng. Mà học hoài, quỷ mới nhớ được từng một câu một. Thôi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ thì khách hàng của mình đang đông dần lên và không khí trong tiệm nó sẽ rất là ồn ào nếu mình livestream. Thì hẹn các bạn vào dịp khác ha. Bye bye các bạn, bây giờ tụi mình làm việc đây. Bye bye.